Nói về cái công tác giải cứu, trong cái lúc cứu trợ như này thì tôi cũng đã chia sẻ một số cái suy nghĩ rất là ngắn ở trên Facebook. Đó là công tác giải cứu, cái công tác cứu trợ này nó mọi người đã dồn quá nhiều lực vào cái giai đoạn đầu, mà giai đoạn đấy không cần phải nhiều. Giai đoạn đấy là giai đoạn mà chỉ cứu những người dân đó làm sao để họ có được ăn, họ có nước sạch. Bởi vì họ không có nước sạch, không có nước, nước bẩn lắm. Rồi bởi vì nước chảy trên sông như này nhưng mà rất nhiều con vật chết ở trên đó. Lợn, rồi gà, rồi vịt, thậm chí cả người nữa. Thì bây giờ làm sao? Tiếp theo nữa, họ cần nước sạch, họ cần thực phẩm. Gạo thì có cũng được, không có cũng được. Nhưng mà mì, rồi những cái đồ hộp chẳng hạn như sữa, rồi đồ hộp là những thứ mà có thể giúp cho người ta ăn được mà rất là nhanh và rất là gọn. Thì mà cái việc vận chuyển đi ấy, thì nó rất tiện, nó không bị nước vào. Áo phao nổi thì quá nhiều rồi, tất nhiên vào vẫn thiếu, bởi vì bao nhiêu cũng thiếu. Nhưng mà nhiều rồi là đủ rồi. Nhưng còn những cái khác, áo mưa áo ấm để tránh gió, trong gió rất lạnh, rất lạnh, tôi bị lạnh. Rồi người ta cần những cái áo chẳng hạn, bây giờ mà mặc vào những cái áo khoác gió đấy thì rõ ràng đấy là điều tốt rồi. Cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn còn vất vả hơn, đó là giai đoạn phục hồi để cuộc sống bình thường, sản xuất rồi cuộc sống. Thế cho nên là chúng tôi ở trong quỹ cũng có bàn chuyện với nhau, đó là những cái chương trình dài hạn hơn, như là cung cấp hạt giống, cung cấp con giống, liên kết với cả một số vùng hội thánh hay là địa phương sẽ cung cấp những con giống để phục hồi sớm sớm cho cuộc sống ở tại khu vực. Như vậy nó tốt hơn là chỉ cho người ta ăn không. Mặc dù cho ăn cũng là tốt rồi, nhưng đấy, và người ta cần rất nhiều trong cái việc làm lại cầu, làm lại đường, làm lại nhà, rất nhiều các việc đó. Nhưng dồn hết tiền vào đồ ăn, ăn thì không hết mà nó lại bão nó liên tục đập đến, nó lại trôi đi. Thì tôi nên nghĩ rằng là cần phải có những cái hội thảo, cần phải có những cái buổi nói chuyện nghiêm túc hơn để lên những kế hoạch cụ thể hơn, phối hợp với cả một số những cái điều gì nhà nước đang làm, và đồng thời phải lắng nghe thông tin, bởi vì đi ra ngoài rất là nguy hiểm. Đó. Chúng tôi nhìn thấy rất là nguy hiểm, chứ không phải chỉ có đơn giản là chúng ta nghĩ, mà nếu chúng ta càng muốn đi xa thì nguy hiểm lại càng nhân lên rất nhiều lần. Những người ta đi vào đó, người ta có rất nhiều phương tiện đi vào tới nơi, từ xe cộ, tiền bạc, nhưng họ không đi vào được tới nơi được. Nếu mà chúng ta còn ít tiền ấy, mà còn muốn đi này, ít lực nhân lực ấy, đi vào xa hơn nữa ấy, thì cái đó không thực tế và nguy hiểm. Cho nên đấy là cái điều mà những cái đơn vị nào mà muốn đi vào những cái vùng xa như vậy cứu giúp thì cần lưu ý một chút cái làm chứng về cái quá trình đi như vậy. Tôi còn có nhiều lời đề nghị nữa đi cùng, trong đó có một số hội thánh cũng đề nghị bảo bây giờ anh đi vào đấy anh biết rồi, và họ nhìn thấy những công việc chúng tôi làm như vậy, và thực ra mà nói làm chỉn chu lắm. Chúng tôi tiếp xúc với cả dân rất là tôn trọng họ, cảm ơn họ, không phải đưa quà giống như là như kiểu bố thí không. Chúng tôi nhìn thấy đó là những con người họ đang tổn thương. Chúng tôi nhìn thấy trong bất kỳ một ai đấy, có thể họ đã mất người thân, có thể là họ đã mất nhà cửa, có thể là họ mất những cái gì đó lớn hơn. Và bây giờ mình đưa cho người ta một món quà như thế này và với một thái độ không tôn trọng, không được. Cho nên cả đội cũng đã thống nhất với nhau, đó là làm hết sức mình và trao đi, đó là trao tình yêu thương. Cho nên những người đứng lên, cho các bạn đã nhìn thấy ở trong clip, đó là họ nói cảm ơn ông, cảm ơn bà, cảm ơn con, cảm ơn chị đã nhận được món quà của chúng con, của chúng cháu, của chúng tôi. Chúng tôi làm như vậy và có lẽ chưa có đoàn nào làm như thế. Chưa có đoàn nào làm như thế. Và có lẽ cũng chưa có đoàn nào mà chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, từ đồ đạc, hàng hóa cho đến phương tiện đi vào, nhân lực đem từ ngoài này vào và phương tiện đi vào tận bên trong, có lẽ chưa có đoàn nào làm như vậy. Nhưng chúng tôi đã làm rất là tốt, và cảm ơn Chúa, cảm ơn tấm lòng của rất nhiều những người đồng hành cùng, những nhà hảo tâm. Đấy là việc đấy. Thế còn trong lịch trình mà tôi thấy rằng là mình muốn có một sức mạnh siêu nhiên nữa để mà có thể giúp đỡ được nhiều người hơn, để không bị cảm thấy mệt. Bởi vì về đến nhà đây thì cũng có một vài lời đề nghị đi cùng. Thứ ba tôi sẽ về trung tâm để đưa một cậu học viên về đấy. Xem lại công việc ở tại dưới đó cũng phải set up lại.
Rồi sau đó đến công việc tiếp theo đó là đến ngày 31 khả năng chúng tôi sẽ đi vào trong Hương Khê, Hà Tĩnh, đi cùng với một đoàn đi đến thứ bảy và chủ nhật về. Thì trong cái giữa cái khoảng đó thì có thể tôi sẽ đi cùng với một đoàn hoặc là tư vấn cho một đoàn của Hội Thánh. Đó là một việc như vậy, nhưng sau đó thì sẽ còn tiếp nữa, bởi vì có rất rất là nhiều việc làm. Cho nên nếu như mà Hội Thánh chúng ta, nếu như mà ai đó trong các cái tổ chức cơ quan mà chúng ta làm việc mà có những cái ý tưởng thì chúng ta cần phải nhìn dài hạn, bởi vì đường đi từ đây vào đấy không phải là đường ngắn, không phải đường dễ đi, và không phải đi đến nơi là xong, nó còn phải đi tiếp nữa và sẽ gặp nhiều cái cản trở, cho nên phải chuẩn bị về thể lực rất tốt và nhân lực rất là tốt. Bởi vì nhìn thấy một vài bức tranh tôi đưa lên trên Facebook, tôi đã chọn lọc, người ta bùn nước như vậy chúng ta không đi được lâu đâu, chúng ta không đi được, không có sức đi được lâu dưới nước mà vác hàng đâu. Cho nên là cần đưa bó hàng cho người ta, mà đưa bó quà cho người ta, mà người ta đứng dưới nước thì mà tung vào nước nó ngấm nó tung hết rồi thì coi như là xong. Công của chúng ta nhìn thấy vào, chúng ta nhìn thấy cái món quà nó trôi nổi theo nước này thì rõ ràng cảm thấy rất là tiếc bởi bao nhiêu công sức. Cho nên phải trân trọng từng món quà một, và có nhiều những kinh nghiệm khác nhau. Về chi tiết thì tôi sẽ chia sẻ, có lẽ là có những cái buổi ngắn hơn, chi tiết hơn. Thế còn cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay tôi lại được chia sẻ lời Chúa cho Hội Thánh chúng ta tại đây. Và tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì Hội Thánh chúng ta tuy rất nhỏ nhưng chúng ta làm những công việc không nhỏ. Và cái điều đó nó nhờ vào cái gì? Khi mà tôi suy nghĩ về cái chủ đề ngày hôm nay, tôi thấy rằng khủng hoảng đến và người ta đánh mất bản thân. Thậm chí nếu như chúng ta không được dạy dỗ cẩn thận, chúng ta cũng sẽ có thể đánh mất bản thân. Cái khủng hoảng, khủng hoảng là cái gì? Đó là những cái sự kiện, đó là những cái hoàn cảnh nó xảy ra xung quanh, nhưng nó ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của chúng ta, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cách suy nghĩ của chúng ta. Khủng hoảng nó có hai loại, một loại khủng hoảng tích cực và một loại khủng hoảng tiêu cực. Khủng hoảng tiêu cực chúng ta nhìn thấy như là bão lũ đây, đúng không ạ? Bão lũ rồi nhiều các cái biến động khác, chiến tranh hay là những cái điều thiên tai rồi bệnh tật, là chúng ta đây đã nhìn thấy cái khủng hoảng đó là cái khủng hoảng tiêu cực. Nó cũng thay đổi rất nhiều cái suy nghĩ của mọi người, ảnh hưởng và thay đổi. Nhưng có loại khủng hoảng tích cực, đó là chúng ta đang nghèo là trở lên bỗng nhiên có một cục tiền to đùng đó là khủng hoảng. Chúng ta nhìn thấy đó ở trên đất nước của chúng ta đang ở trong giai đoạn đó nữa cơ. Nhiều người mở mắt ra tự nhiên đất nhà mình trong bảng quy hoạch, đúng không ạ, tự dưng lên một mảnh đất thành cục vàng. Và gặp rất nhiều người ở trong khủng hoảng đó, họ cũng đánh mất bản thân mình. Nếu họ không xác định được họ là ai, họ sẽ đánh mất bản thân. Và khi tôi nhìn thấy, tôi là người trực tiếp tham gia vào những cái hoạt động, và tôi nhận thấy rằng là rất nhiều người đánh mất bản thân, và rất nhiều hội thánh nữa đánh mất bản thân. Cái khủng hoảng tốt hay tích cực hay là khủng hoảng tiêu cực, nó cũng đều ảnh hưởng đến suy nghĩ, ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Cho nên phải làm thế nào? Và thực ra ấy, chúng ta nghĩ rằng chúng ta luôn luôn biết được điều đó, nhưng ở trong khủng hoảng mới biết được là chúng ta không biết gì cả. Hãy nhớ một câu chuyện trong Kinh Thánh, câu chuyện của bà Esther, một cô gái nhà quê, đúng không nào, sống ở Hòa Bình sống ở đó, bỗng nhiên trở thành hoàng hậu. Hay là một cô gái nhà quê sống ở vùng núi bỗng nhiên được trở thành hoàng hậu. Có phải là cục vàng từ trên trời rơi xuống không ạ? Đấy là khủng hoảng đấy. Hoàn cảnh xảy ra không biết thế nào, nhưng cô ấy là một con người. Và cảm ơn Chúa, khi tôi đọc câu chuyện này tôi thấy rằng bà ấy cũng đã suýt như đánh mất bản thân. Bà ấy cũng đã suýt đánh mất bản thân. Nhưng chúng ta nhìn thấy có hai, trong cái câu chuyện này có ba nhân vật mà rất đáng chú ý đến. Đó là ông Mạc Đô Chê. Chúng ta biết câu chuyện đó nó được xảy ra như này đối với ông Mạc Đô Chê. Ông ấy có một lần vô tình ông phát hiện ra một âm mưu phản loạn, và ông ấy báo với cả bà đứa cháu mình. Lúc đó đã là từ một cô gái nhà quê lên trở thành hoàng hậu. Và bà ấy nói với cả vua, và như vậy họ tra xét xong cái vụ đó, họ thấy rằng vụ đó là vụ nổi loạn chìm, và họ đã dập tắt được cái vụ đấy. Đấy là chương 2 của sách.
Nhưng sang đầu chương 3 thì Kinh Thánh nói thế này: sau các việc đấy thì vua lại thăng chức cho một ông quan đến mới lộ diện, đó là Haman, nhân vật thứ hai. Ông Haman bắt đầu xuất hiện ở trong cái kịch bản này, xuất hiện mà chưa có công gì cả. Nhưng Kinh Thánh mở đầu nói rằng sau các việc đó, nghĩa là sau các việc mà vua đã phát hiện ra một sự nổi loạn và chấn át được, bắt được kẻ phản loạn đó, treo lên mộc hình. Và sau các việc đấy, đáng nhẽ Mạc-đô-chê phải được thưởng đúng không ạ? Nhưng Kinh Thánh không nói rằng Mạc-đô-chê được thưởng, nhưng lại nói đến một vị quan được thưởng. Một cái ông có thể nói là vô danh tiểu tốt đối với cả trong Kinh Thánh, nhưng mà ông ấy là bỗng nhiên gọi là gặp thời. Ông ấy vào trong một cái khủng hoảng tích cực đối với ông ấy đó. Ông được vua cho phong lên một chức, và chỉ còn sau vua thôi, một cái chức tuyệt vời như thế. Và ông ấy bắt đầu bắt mọi người phải thờ lạy mình, cúi lạy mình. Đó là hình thức, đó là một cái từ cúi và lạy ấy, thì không phải là chỉ có tôn thờ làm như là Chúa, nhưng mà đó là sự phục tùng. Ông ấy bắt mọi người phục tùng, và mọi người phục tùng, bởi vì có ai mà không dám phục tùng một quan, khi mà lại quan đấy là sau vua nữa. Và chỉ có một mình ông Mạc-đô-chê, ông ấy chắc là bất mãn lắm. Trước đây mình đã có công đúng không nào, phát hiện ra một kẻ phản loạn, đáng nhẽ mình phải được thưởng, nhưng tại sao mình không được thưởng, mình bị lãng quên. Và bây giờ lại có một cái ông kia được lên được phần thưởng, như vậy lại còn bắt cả mình quỳ lại trước ông ấy thì không được. Mạc-đô-chê không chấp nhận. Và nhiều người bạn của Mạc-đô-chê nói Mạc-đô-chê rằng thôi ông phải thế đi, gió chiều nào phải xoay chiều đấy, chứ biết được sao được, ăn cây nào rào cây đấy. Thì bây giờ ông ở đây, bây giờ trong nhà của nó như vậy rồi thì ông phải. Nhưng mà Mạc-đô-chê không chấp nhận. Đó là một cái điều gì tôi phân tích, tôi bảo tại sao Mạc-đô-chê không chấp nhận. Tất nhiên ông ấy là người Giu-đa, ông không cúi lạy xuống bất kỳ ai. Nhưng ngược lại, ông ấy là một người phải vâng phục chính quyền. Nhưng ở đây chúng ta nhìn thấy có một cái bức xúc trong lòng ông ấy. Tôi đọc Kinh Thánh và tôi bỗng phát hiện ra cái bức xúc của trong lòng ông không chấp nhận ở cái chỗ là thế này. Cái ông Haman này này, lúc này ông đã đánh mất bản thân này. Ông ấy thấy có một sự bức xúc như vậy, ông ấy bảo bây giờ ta sẽ không phải chỉ bắt riêng Mạc-đô-chê này phải chịu nữa, và bắt cả dân Mạc-đô-chê, bởi vì Mạc-đô-chê nói rằng là bởi vì ông ấy là người Giu-đa, cho nên bắt cả cái dân Giu-đa đó tuyệt diệt. Mà Haman đã đánh mất bản thân mình. Ông ấy đánh mất bản thân mình ở trong cái khủng hoảng đó. Ông không biết ông ấy là ai, chẳng làm gì có công, đúng không ạ? Ông làm gì có cái gì đáng được thưởng. Ông được thưởng là bởi vì sao? Nhờ có công của Mạc-đô-chê. Nhưng ông ấy không biết được cái đó. Vua khen ông đấy, bởi vì cái phần thưởng chỉ có một, một là Mạc-đô-chê được đúng không ạ, hai là ông ấy được, nhưng ông ấy đã được rồi thì ông lại còn muốn tiêu diệt cả Mạc-đô-chê. Bởi vì tại sao? Sau đó chúng ta nhìn thấy thế này, Mạc-đô-chê mới nghe thấy rằng là có một sắc lệnh tiêu diệt dân của mình. Ông ấy bức xúc quá không làm gì được cả, ông bắt đầu mới kêu la kêu khóc ở trước cửa cung điện của vua và của hoàng hậu. Và hoàng hậu là đứa cháu gái của mình, bắt đầu mới ra hỏi ông ấy. Và có một câu trong Kinh Thánh ấy nói rằng thế này, Mạc-đô-chê kể lại câu chuyện của mình. Có một câu trong Kinh Thánh nói là Mạc-đô-chê kể lại câu chuyện của mình cho bà ấy nghe. Và câu chuyện đó, câu chuyện của mình có nghĩa là thế nào? Phải chăng đó là câu chuyện bức xúc kia? Và bà hoàng hậu lúc bấy giờ, ông ấy mới nói rằng thế này. Thôi chúng ta quay lại trong đoạn Kinh Thánh, tôi xin đọc lại để chúng ta có thể nhìn thấy một cái bức tranh nó rõ hơn và cũng rất là hay. Ở câu 7 chương 4 sách Esther, Mạc-đô-chê thuật lại mọi điều đã xảy đến với mình, và số bạc Haman đã hứa đóng vào kho vua đặng có phép tuyệt diệt dân Giu-đa. Người cũng đưa cho hoạn quan 4 sao lục chiếu chỉ đã truyền ra tại Su-sơ đặng tuyệt diệt dân Giu-đa, để hoạn quan chỉ cho bà Esther xem và biết
cùng biểu người khuyên bảo, khuyên bà vào cùng vua, trước mặt vua nài xin ơn vua và cầu khẩn dùm cho dân tộc mình. Hoạn quan Sadak bèn về thuật lại cho bà ECT mọi lời của Mạc Đô Chê. Bây giờ bà ECT nói với Ha Thác và sai người nói với Mạc Đô Chê rằng: các thần bộc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng hễ ai bất luận nam hay nữ vào cùng vua tại nội viện mà không được lệnh vời thì ai đó theo luật đã định tất phải bị xử tử đi. Miễn là được vua cây dơ cây phủ Việt vàng ra thì mới sống. Nhưng đã 30 ngày nay rồi tôi không được vời vào cùng vua. Người ta thuật lại cho bà Mạc, cho Mạc Đô Chê các lời của bà ECT. Mạc Đô Chê biểu đáp lại cùng bà ECT rằng: chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua ngươi sẽ được thoát khỏi, phải hơn mọi người Juda khác. Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này đây, dân Juda hẳn sẽ được kiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất. Song nào ai biết được rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc này mà ngươi và được vị hoàng hậu sao? Chúng ta dừng lại tại đây một chút, chúng ta nhìn thấy đây. Khi ông chú, ông cậu của bà hoàng hậu nói rằng bây giờ ấy, là có một sắc lệnh như vậy, cái việc của ta mâu thuẫn với cả quan kia là một chuyện rồi, nhưng bây giờ có một sắc lệnh như vậy đối với cả dân Juda, thì bây giờ xin hoàng hậu hãy vào tâu với vua. Và bà ECT bỗng quên bà ấy là người Juda, như tưởng là bà không phải là người Juda vậy. Bà nói như bây giờ trong này ấy, thì bây giờ nếu như mà tôi mà đi vào như vậy thì tôi sẽ bị chết mất. Nhưng bà ấy không nghĩ rằng là nếu như bà không vào thì bà ấy cũng sẽ bị chết. Bà không biết rằng là bà không vào thì dân Juda bị diệt, thì bà ấy làm sao mà tránh được. Có một cái rất là nhỏ như vậy thôi. Đôi khi chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh nào đấy, chúng ta tưởng là chúng ta được bảo vệ, nếu người khác bị diệt thì không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Chúng ta có thể bị nghĩ rằng bây giờ lụt ở đâu đấy, bây giờ bão ở đâu đấy, chúng ta đang ở trong một cái môi trường núi cao như thế này, làm sao mà có thể bị lụt được. Tôi xin nói cho mọi người biết, chúng tôi hôm vừa rồi lên một cái đỉnh hòn núi cao của dân Vân Kiều, vâng, người Vân Kiều sống, và mọi người biết ông núi rất là cao, và chúng tôi còn không hiểu rằng tại sao mà nước có thể lên được trên đỉnh núi này, không hiểu. Chúng tôi thấy ngạc nhiên, mà không phải là mà lên ít đâu, lên tới khoảng tầm 5-6 mét mà trên núi. Tôi với cả mấy người đi theo mà tại sao mà có thể lụt được như vậy, không hiểu. Nhưng mà hãy nhớ một điều thế này, đừng nghĩ rằng mình ở trong cái nơi nào đó có thể không ảnh hưởng mà thoát được. Ở đây này, cái cờ lời cảnh báo này, tôi thấy có nhiều người nhởn nhơ vì nghĩ rằng là mình có nhiều tiền, hay mình có nhiều quyền chức, hay là mình có được một nhiều cái phương tiện có thể được bảo vệ khỏi mọi thứ, và tôi bất chấp mọi thứ. Nhưng đó là một sự dại dột. Ở đây bà ấy cũng đã giống như thế, bà ECT. Bà nói rằng nhưng mà vào vua ấy, mà không được mời á thì sẽ chết, cho nên tôi chắc là không vào đâu. Chắc là tôi không vào được đâu. Nhưng ông cậu, ông nhắc lại, ông cậu lúc này nhắc lại một cách rất là rõ ràng: chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua ngươi sẽ được thoát khỏi, phải hơn mọi người Juda khác. Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này đây, dân Juda hẳn sẽ được sự tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất. Song nào ai biết được rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao? Có thể khủng hoảng tích cực nó xảy đến với cả ai đó trong đối với chúng ta, để chúng ta được có được một cái điều kiện cuộc sống tốt hơn. Chúng ta được có một cái điều kiện thật là tốt mà chúng ta nghĩ rằng nó không quan tâm đến người khác. Nhưng hãy nhớ rằng đôi khi có thể có cái thời kỳ Chúa ban phước cho hội thánh rất nhiều. Nhưng hội thánh đừng có béo. Có nhiều hội thánh ấy béo, chỉ chăm lo cho mình thôi. Chỉ làm sao đấy, thậm chí tất cả làm mọi việc
chỉ làm sao lo cho bản thân hội thánh của mình thôi, lo cho cái tổ chức của tôi thôi. Khi chúng tôi đi làm từ thiện vào gặp những cái khu vực dân như này, thực ra mà nói á, trong xung quanh tôi rất nhiều người họ theo Phật giáo, họ không theo cái gì nữa, họ làm nhiều việc. Và có rất nhiều người á, tiếng kêu thế này á, lại là những người nói rằng họ tin Chúa. Chúng tôi đến vào một cái làng khá nhiều là người tin Chúa, đẹp, nhà thờ đẹp, nhưng mà đấy là những người kia, họ đến họ giúp đấy, họ có nhìn vào cái tôn giáo nào đâu. Mà tại sao đôi khi có nhiều cái sự hạn hẹp của một người tin Chúa, đôi khi hạn hẹp lắm, nói rằng tôi chỉ giúp đỡ những người ở trong hội thánh thôi. Chúng ta cần phải mở rộng cái tầm nhìn của chúng ta, vì chúng ta đang sống ở trong một cái thuyền, người tin Chúa hay người không tin Chúa, chúng ta cần phải giúp đỡ tất cả. Tôi nghĩ là như thế. Chúa đã ban phước cho chúng ta là để chúng ta giúp đỡ người khác, nhiều người khác nữa. Và thậm chí tôi còn nghĩ thế này, một cái suy nghĩ như thế này, nó có thể là không tiêu chuẩn lắm, không standard lắm, đó là tôi nghĩ là thế này, người tin Chúa ấy, đằng nào chết thì cũng về thiên đàng này. Cho nên còn họ đã được tin Chúa rồi, thế còn những người chưa tin Chúa thì họ thậm chí họ cần phải sống lâu hơn để sao họ có cơ hội. Tất nhiên đấy là suy nghĩ là hơi bị sai, nó không tiêu chuẩn, nhưng mà thật sự chúng ta cần phải để ý đến những người đó, bởi vì qua đó người ta có cơ hội tiếp nhận đến Chúa. Có một lần Chúa Giêsu cũng gặp phải khủng hoảng, nhưng khủng hoảng mà Chúa Giêsu gặp đó là khủng hoảng tiêu cực. Chúa Giêsu bị bắt, bị đem đến tòa án. Đó là khủng hoảng ghê gớm. Cái khủng hoảng đó, cảm ơn Chúa, Chúa cũng thương tôi và cho phép tôi trải qua. Trong cái giây phút đó, thường thường ấy, rất nhiều người đánh mất bản thân. Tại sao chúng ta ra đến xem những cái bài báo viết về các quan chức đứng trước tòa đấy, họ nói những cái lời mà không giống quan chức một chút nào, đúng không ạ? Hèn, đúng không? Quá là hèn, bởi vì họ đánh mất bản thân rồi. Có nhiều người ra trước tòa, họ bắt đầu kia là trở lên đánh mất bản thân mình. Họ đánh mất bản thân họ. Cho nên như một Chúa Giêsu trước tòa ấy, thì Ngài nói cái gì? Khi Phi-lát hỏi cung thì Chúa Giêsu nói, và câu này tôi cũng rất thích, đó là Chúa Giêsu luôn luôn nhắc nhở lại mình, giống như lời mà ông Mạc Đô Chê Đê nhắc nhở ECT. Ở đây Chúa Giêsu nói thế này: Phi-lát bèn hỏi rằng: Thế ngươi là vua sao? Phi-lát hỏi vua, hỏi cung, câu 37 chương 18 sách Giăng. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Này vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe tiếng ta. Trong cái lúc khủng hoảng như vậy, Chúa Giêsu luôn luôn xác định xem mình từ đâu đến và mình đến để làm gì. Nếu một người tin Chúa đánh mất cái này thì chúng ta sẽ không biết được mình là ở đâu. Nhưng nếu như mình biết rằng mình từ đâu đến, luôn luôn nhắn nhủ mình trong khủng hoảng: ta từ đâu đến? Trước đây ta chưa tin Chúa, ta là ai? Và bây giờ tin Chúa, ta là người như thế nào? Ta là con của vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa. Chúa sẽ bảo vệ ta, Chúa sẽ chăm lo cho ta. Nếu chúng ta đi làm theo đúng theo ý muốn và làm cái công việc Chúa ưa thích thì đừng lo. Tôi có một sự bình an mà mọi người trong đoàn cảm nhận thấy về việc giấy tờ, vé đến rồi, đi đến rồi, bình thường, có vấn đề gì đâu. Đến giờ là có. Đấy là một phép lạ. Rồi nhiều điều khác nữa. Nhưng tôi muốn nói rằng một điều thế này, phải luôn luôn nhắc nhở mình, luôn luôn nhớ, nói với lòng mình rằng mình là ai, từ đâu mà đến, giống như Chúa Giêsu ở đây, ở trong cái khủng hoảng kinh khủng như thế này, kể trước cái chết và cái sống. Chúa Giêsu là con người. Mặc dù chúng ta biết rằng là Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng là con người. Nhưng Chúa nhắc nhở, Chúa nói những cái lời rất là như là tìm đến động lực. Và trong cuộc sống này, trong cái lúc mà khủng hoảng, rất cần để chúng ta biết xem động lực đến từ đâu.
khi những công việc mà chúng tôi làm, chúng tôi nhìn thấy có những động lực nó đến Chúa bằng mọi cách khác nhau, Chúa tác động đến bản thân chúng tôi. Những lúc vất vả, có những cái câu nói của người khác thôi, chúng tôi nhìn thấy những sự hy sinh của người ta, sự cố gắng của người ta. Rồi có một số cán bộ, họ đến họ nói khi chia tay với chúng tôi, họ rơm rớm nước mắt, bắt tay rất chặt. Và sau đó họ nói rằng thế này: các anh từ Hà Nội vào mà làm được những công việc như thế này, chúng tôi, chúng em chắc chắn xin hứa đấy là sẽ quan tâm tốt hơn nữa tới bà con. Mình có nói gì với cả họ về cái việc của họ đâu, mình có bảo họ cần phải chăm sóc bà con đâu, bởi vì cái đấy là mình, đấy là việc của họ. Nhưng mà bởi vì cái việc làm của mình mà khiến cho thay đổi cái nhận thức của người ta, thì đấy là một điều vui mừng. Và chúng tôi tìm thấy đó là một cái động lực, và cảm ơn Chúa vì những điều đó. Cho nên trong cái khủng hoảng thì chớ quên mình là ai. Chúng ta là muối, là ánh sáng của đất này. Và trong chúng ta nhất định có một câu trả lời. Trong chúng ta nhất định có câu trả lời cho nhiều người xung quanh chúng ta, đặc biệt là những người sống trong bóng tối. Đặc biệt những người sống trong bóng tối. Cho nên cảm ơn Chúa. Chúa cho chúng ta sống trong cái thời kỳ khủng hoảng mà Chúa đặt, Chúa báo trước rất nhiều. Đúng không ạ? Chúa báo trước rất nhiều về khủng hoảng. Những người thì nhìn thấy trong khủng hoảng là cơ hội, và người ta trở lên giống như bà ICT đây, trở lên bỗng nhiên được một cái vị trí, được một vị thế rất là tốt. Nhưng cũng đừng quên bản thân mình là ai. Cho nên nếu như chúng ta được Chúa cho ở vào một khủng hoảng tích cực, có nhiều tiền, có nhiều các cái điều kiện, thì đây là cái thời kỳ để cứu giúp những người khác. Cứu giúp những người khác, giúp những con người, đồng hành cùng với những con người đi cứu giúp những người khác. Đó chính là những cái điều kiện mà Chúa ban cho chúng ta. Đừng quên mình. Và nếu như chúng ta ở trong cái khủng hoảng tiêu cực, giống như Chúa Giêsu đã ở trong cái khủng hoảng đấy, thì hãy nhớ xem mình là ai và mình để làm gì. Chúa đến, Chúa nói rằng thế này: ta đến ấy, ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Đó, Chúa luôn luôn xác định mình. Ấy là việc ta Giáng sinh và ta đến, ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Mà lẽ thật chúng ta biết đó là nước trời. Cho nên nếu chúng ta ở trong khủng hoảng, người khác sẽ nhìn thấy trong chúng ta hy vọng. Người ta sẽ tìm thấy trong chúng ta hy vọng. Người ta sẽ tìm thấy trong chúng ta một cái gì đó. Và cái đó ấy, chắc chắn nó được gọi là Giêsu. Nó được gọi là niềm tin. Và cái đó chắc chắn họ sẽ đón nhận. Cảm ơn Chúa, và xin mời chúng ta cùng nhau đứng dậy để cầu nguyện. Kính lạy Cha là Chúa, là Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đặt để chúng con sống trong thời kỳ này. Và Chúa báo trước cho chúng con, để chúng con luôn luôn không quên bản thân chúng con là ai ở trong cái thời kỳ này. Và Chúa ơi, hãy nhắc nhở chúng con là muối, là ánh sáng. Điều đó có nghĩa là chúng con luôn luôn có sự ảnh hưởng đối với cả xung quanh, đặc biệt đối với những người còn đang ở trong bóng tối. Và như vậy, hãy để cho sự sáng đó ở trong chúng con sáng lòe ra, để chúng con mạnh mẽ bước vào trong nơi tối tăm hơn. Tối tăm hơn, Chúa ơi. Và để ra bày tỏ ra tình yêu thương của Chúa. Ban cho hy vọng cho những người sống trong tuyệt vọng. Ban cho sự nương cậy cho những người không có nơi nương cậy. Ban cho sự cứu rỗi, niềm tin khi họ đang tìm và họ đang cần có sự cứu rỗi và niềm tin. Lạy Cha Thánh, chúng con xin chính Chúa biến đổi chúng con, Ngài ở cùng chúng con. Xin danh của Ngài luôn luôn bảo vệ chúng con, sự vinh hiển của Chúa đi trước chúng con. Amen. Và ân điển của Chúa ở trong chúng con. Amen. Bởi vì chúng con biết rằng không phải bởi vì chúng con làm được những việc đó bởi nhờ sức của mình, nhưng chúng con làm được tất cả những việc đó nhờ sức của Chúa ở cùng chúng con. Amen. Và nhờ sự cầu thay của tất cả những con cái của Chúa ở khắp mọi nơi. Chúa ơi, hãy hiệp một các con cái của Chúa. Hãy dẫn dắt chúng con bày tỏ ra vinh hiển của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài. Mọi vinh hiển chúng con dâng lên Ngài. Và tất cả chúng con hiệp tâm với nhau cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa.